bạn đang chiến lúa ngã nè, ghe chạy đông tiêu rồi. Hai ba con gì lum la cho con nó nè, chầm chầm rồi các ơi. Rồi chỗ này có tối không biết. Ở này 70 lốt, con 70 thái, con 70 lốt mi sơ vơ, ba máy luôn nè. Chạy dữ lắm nè, mà đuôi tốc độ này chạy ghê quá nè. Ở đây 4-5 con 70 các bạn, nhưng mà mấy con kia cắt riêng, còn ba này cắt chung. Còn con khuôn các bạn ơi, còn bạn anh nó chạy các bạn. Một con, hai, này 70 thái nè, ngã như bánh tráng các bạn ơi. Còn này con con nữa nè, 4 con luôn. Thái luôn tiếp, 2k thì ở đây đi silver nè. Con này lúc trước mà nãy mình có quay là nó kéo chứ mới kéo lên đó các bạn. Rồi đang vô các bạn ơi. À này chị xui, ra vô, còn kia chị ngang các bạn. Quá xẹp phải không? Anh kia anh riêng rồi, anh này anh chị ngang này qua rồi, mất tiêu anh luôn rồi. Có cái đám cày các bạn ơi. Ba máy rồi. Rồi hai con. Quá vậy không? Này sao tối quá anh em ơi. Chiếc khái này ở đó, đó là những cái kia chiếc trên server đó các bạn ơi. Ba máy luôn. Ôi, khúc này sáng hơn anh em ơi. Ba máy làm chung mình nhìn đá lắm các bạn ơi, nhỏ. Thấy chưa? Máy 70 lút này chị ghê các bạn ơi. Này chị ghê lắm. Đó tối quá anh em ơi, ngồi xuống tối quá. Từ nha các bạn. Trời đang áp thấp vô thấp về cái không có nắng anh em. Vui 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 tối ngày nguyên ngày nay. Ở đây có máy hút gom, hút gom luôn các bạn ơi. Túi xẹp gì nhưng cũng hút nha. Này 70 lút. Ba này dắt chung chủ anh em ơi. Bộ ba siêu việt nha. Đây 70 thái ra đây các bạn. Đó hai này chạy cũng sập sông cặp kè vậy đó các bạn ơi. Rồi gom ra kìa. Lút chạy ghê lắm anh em. Nãy chạy ngang ngang với 70 thái mà giờ bỏ 72 biết của xa đấy các bạn.
kia là con Isover nha anh em. Này ba con chạy chung nhưng mà người chân bên. Không có nào mà trùng với nào nha các bạn ơi. Rồi mày nói chạy nhanh lắm các bạn. Theo lút thì chạy ghê quá. Thủy Mư thì miền Tây rất là nhiều các bạn ơi. Cái đồng cái diện tả Tây Phú Hội Sơn này thì Thủy Mư nhiều lắm. Bích có máy lớn. À bên kia là Nitrover, chắc anh đó mới mua, anh đó cũng mới lắm các bạn. Chắc đậu trời gần anh em ơi. Anh kia vẫn còn đang chạy ha. Đây lúa cắt ép gì rồi chứ. Lúa này để mưa nữa là nó húi luôn các bạn. Nó không bị ngập nước nhưng mà nó bị húi luôn á. Nước giờ nó chập chả dưới chân không à. Thôi trời gần đó các bạn ơi. Hai ba anh gì còn nắng còn đang chạy lai gai ha. Quá xẹp anh em ơi. Hôm nay xẹp có 100% luôn rồi các bạn ơi. Còn mấy miếng xưa chín không xẹp thôi, chín là xẹp hết rồi. Có 70 silver đó, nó mới mà về chậm quá nè, mấy cái này binh lên rồi sẽ nhanh hay gì nè. Kìa. Quyền hái này nó lên rồi nó đứng chắc kỹ lắm các bạn. Bảy máy bự nó mạnh á. Cái con 70 này thì xài ba con này xài chung nha các bạn. New silver bị hái lút gì nó cũng chung. 2403 tổng 87. 2700 phút nha anh em. Con này gần nó dài mấy con kia thôi. Tại vì mình nói mình mua mấy con kia gì mình nói rằng cũng dài bằng con này các bạn ơi. Rồi bữa nay giờ chắc này thì trời cũng lấy các bạn. Cái bơm này nó uống quá nè em. Rồi nãy giờ chạy gần đấy các bạn ơi. Vì mình quay vì nó hơi sáng tại trời áp thấp mà nó không có sáng nha các bạn, thông cảm anh. Rồi ba con chiến lúa ngã cùng lúc anh em. Thì con này nó chạy đằng này mình lên nè, quay các bạn coi á. Còn hai con kia chạy đằng con kia các bạn ơi. Mà chạy nhanh lắm. Đây hai máy đằng này nè các bạn ơi. Này chạy cũng dữ lắm các bạn. Này mà đủ đứng chạy ghê lắm á. Ba máy là này máy nè. Này là 70 lút new server luôn, không phải là 70 lút thường nữa anh em. Đây hai máy. Cái này nó sập hết trơn các bạn ơi, nó không có đứng bọng trơn, còn khi nào đứng trơn như bánh tráng hết rồi đó. Hai này chạy gần nhau nè. Có này mình cái anh nãy đứng mình gần mình là chạy xa. Ủa mùa nay cái đồng này xẹp gì là hắc lắm anh em ơi, nó công cái chừng 13 cái gì anh em. Tại ướt ra lúa hết trơn à.